Trời đất thánh thần ơi, nói đem trà lên pha trà mà quên. Hey. Sao tiếng rơi vậy nè? Trời ơi, có ai không? Cứu ta với, cứu ta với. Im lặng. Ngươi đã bị phép thuật của ta làm, nên ngươi mà nói nhiều là sẽ bị biến thành đá luôn. Vậy tại sao? Tại sao làm ta như vậy? Các người là ai vậy hả? Ta là thần tiên hạ phàm. Ủa, sao nãy nghe tiếng con trai mà bây giờ lại tiếng con gái vậy? Cuối cùng thần tiên là con gái hay là con trai? Cả hai. Hai thần tiên hạ phàm lẫn hả? Thần tiên ơi, tôi có làm gì nên tình nên tội đâu mà xuống đây trừng phạt nó vậy? Im miệng đi, nghe ta hỏi cho rõ đây, tờ khế ước ở đâu? Khế ước nào? Tờ khế ước mua bán căn tiệm Thành Đạt. Tôi không biết gì đâu, tôi không biết khế ước nằm ở đâu hết á. Thần tiên ơi, thần tiên làm ơn tha cho tôi đi thần tiên ơi. Câm miệng. Đúng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ biến ngươi thành con thỏ. Ủa, thỏ cũng dễ thương mà. Vậy ta sẽ biến ngươi thành con chuột. Đừng thần tiên ơi, đừng biến thành con chuột hồi hám lắm. Còn bị người ta đánh đập nữa, tôi không chịu đâu thần tiên ơi. Nếu ngươi biết sợ, thì hãy khai mau. Tờ khế ước ở đâu? Trời ơi, tờ khế ước con chủ tôi. Tôi làm gì biết? Thần tiên ơi, tha cho tôi đi mà thần tiên. Ông ta nói cũng có lý mà. Vậy ta bắt chủ hắn khai. Bắt bằng cách nào? Hắn về kìa. Chốn mau. Nè, đi ra ngoài pha cho ta bình trà. Ma cậu ơi, ma, nhà mình có ma cậu ơi. Ma cái gì mà ma? Tào lao. Nhà mình có ma, hồi nãy nó biến con cứng đơ cậu ơi, con sợ ma cậu ơi. Nói cái gì vậy hả? Tỉnh táo lại coi. Cô nói thiệt mà. Có ma cậu ơi, có ma. Nó làm phép, nó biến con cứng đơ à. Con biết gì hết á. Tự nhiên cái người con đó, nó cứng đơ à. Rồi nó hỏi con tờ khế ước mua cái căn tiệm Thành Đạt đó cậu. Cái gì? Tờ khế ước mua căn tiệm Thành Đạt mà lấy ơi. Tờ khế ước hả? Chết rồi, trời ơi, chết rồi. Ta phải đi kiểm tra mới được. Có ai đi theo không ta? Không sao rồi. Cho người biết tại. Thì ra là ông giấu ở đây. Vậy em lấy mau đi, để anh canh chừng cho. Điên này. Chết đi rồi. Nằm mơ giờ là bật. Mày hả mày? Mày ăn nói lẩm nhảm gì vậy? Tờ khế ước vẫn còn trong đó mất hồi nào. Mày làm tao hết hồn biết không hả? Đi theo anh. Trời, cái gì vậy? Chạy lẹ. Tờ khế ước. Mà đi. Tờ khế ước của ta. Tờ khế ước. Trời, đâu rồi? Tờ khế ước. Tờ ước của ta đâu? Tờ khế ước của ta mất rồi. Giờ làm sao hả? Con mới vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ cầm tờ khế ước chạy ra ngoài rồi đó cậu. Cái gì? Hai đứa nhỏ? Dạ. Trời, vậy là đám nhỏ của nhà Thành Đạt rồi. Mau, đi mau lên quan cho lớn xuống cộng đầu tụi nó. Duyên tiên tiền định 20h30.
buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.